Bữa nay thì nhận được hai cái bình luận nha các bạn. Mấy bạn này kêu mình làm diều cánh cốc mà đuôi váy. Có nghĩa là con diều cánh cốc mà cái đuôi không có làm theo kiểu ba cánh giống nhau. Ở dưới thì mình sẽ làm một cái hình chân váy như thế này nè. Thì bây giờ ở trong nhà mình cũng có cáp quang luôn nha. Mấy bạn kêu mình làm bằng cáp quang thì bây giờ mình sẽ vô mình lục lại cái cáp quang đó, mua lâu rồi các bạn, chưa có làm gì hết á. Bây giờ vô lấy lại để làm con diều này nha. Đây mình có một cuồng cáp quang 3 ly nè. Hôm trước thì mình mua Shopee nhưng mà bữa giờ chưa có thời gian làm, thì bữa nay lấy ra để làm diều luôn nha. Mình dùng hai cái thanh này ha. Cái này thì mình không có đo chiều dài nhiêu hết, tại vì cái này mình để mình cột cái khung cái, mọi người cột cái đoạn mà nó bầu tròn tròn ở giữa của con cánh cốc ha. Mình lấy ngay trong cái tâm nè, đó mình chọn ngay cái tâm đó thì mình đặt vô mình cột thôi nè. Cột xong nhìn nó sẽ như thế này nha. Thì mình chừa hai cái chân này để tí nữa mình cột cái váy vô cho mấy bạn đó. Đúng ra là mình sẽ để cho nó dài hơn luôn, nhưng mà tại vì mình quên. Cột xong cái khung chính này rồi á thì mình cột cánh nha. Thì cánh này là mình chuẩn bị chắc là khoảng khoảng 2 mét mọi người. Một cái cánh là khoảng 2 mét nha. Thì bây giờ mình sẽ trước tiên là mình sẽ cột hai cánh nè. Cột hai cánh trước ha, còn hai râu nhỏ này nè thì mình sẽ cột xuống một cái váy làm cái đuôi đó. Đấy, con này chắc cũng to to đây, 2 mét luôn mà. Đấy, cột xong thì mình cột cái đuôi cho các bạn coi nha. Cột cái cánh này thì bạn nào cũng biết rồi chứ vậy. Mình sẽ không có quay phần cột ha. Cột xong cho các bạn coi luôn à. Cái khung mình cột xong rồi các bạn. Để mình cầm hai cánh nữa. Dính nó lại cho các bạn coi thử nha. Đây nè. Mình cột hai đầu cánh lại thì nó sẽ như thế này nha. Nó trông như thế này nhưng mà lúc mà mình cong cánh lên á thì nó sẽ còn cái độ bầu nữa nha các bạn. Cánh con này cũng to đó, tại mình cột cái phản này nè. Mình cột cái phản ở đây nè. Nó xa nhau ha, thì nó sẽ to rồi. Cột xong là mình sẽ làm thêm cái phần chân váy cho nó nha. Đây là cái bộ khung mà mình đã làm xong nha mọi người. Thì cái này là cái đuôi váy nè. Nhìn nó giống giống như cái váy vậy đó. Cái này mình có nẹp thêm nha. Mình có nẹp thêm cho nó cái phần vai nó cứng nè. Chứ nếu mà con này hơi to á mà mình không nẹp thì lúc mà mình thả nó sẽ bị cong cái cánh lại, cong tít lại vậy nè. Con diều mình nó không có lên cao được, nó chỉ bay thấp thấp dưới thôi. Mình nẹp thêm một đoạn cáp quang vô nữa nha. Thì tổng quan cái hình dáng nó sẽ như thế này nha mọi người. Trông khá là to á. Để em vô mình dán xong rồi mình đi đợi gió mình thử con diều này luôn nha. Đây là con diều cánh cốc đuôi váy nha mọi người. Vừa làm xong rồi nè. Đây mà tới đây thì cũng có gió luôn. Nhưng mà mình thấy là chắc có lẽ là do cái sải cánh mình làm nó lớn quá mọi người. Nó tới chắc khoảng 2 mét á, cho nên là mình cảm thấy nó hơi yếu khung nha. Với lại cái phần đuôi nó cũng hơi nặng nặng nữa nè. Nhưng mà không sao, nhưng mà mình cảm giác được là con diều nó sẽ bay thôi. Nó như thế này nó sẽ bay thôi mọi người. Ấy, bây giờ mình để mình dựng cái máy xuống, mình giật con diều lên cho mọi người xem nha. Như vậy là bay luôn rồi đó. Nhưng mà thôi, để cái máy xuống đi, nó hơi nặng á mọi người. Nó mang cái bộ cáp quang nó nặng quá. Ôi nó muốn lên luôn kìa. Rồi nó muốn lên thì mình cho nó bay luôn nha. Đây nó muốn bay thì cho nó bay luôn. Đấy, nó muốn bay lên luôn thì mình cho nó lên thôi. Bay cũng ổn nha, bay cũng đậm á. Gió nhẹ nhẹ thì ok rồi, nhưng mà sợ gió lớn rồi. Gió lớn nó bị trao thôi mọi người. Còn gió vừa thế này thì được, tạm là gọi là bay được rồi đó. Nhìn giống cái chân váy thật sự luôn nha.
diều của mình nó bay rồi nha mọi người. Cánh bằng bằng cáp quang á, không phải bằng tre. À, mấy anh ngồi ở ngoài kêu cánh yếu rồi. Quay quay quay, gớt 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 gớt. Hình như cái đuôi của nó hơi nặng. Cái đuôi nó mình làm trông có vẻ hơi lớn, hơi nặng. Nó bằng cáp quang á anh Cuộc. Ba ly thì nó tròn vo, nó đều băng vậy đó. Rồi, bay ngon lành nha. Nhưng mà bay gió vừa vừa thôi, chứ bay gió lớn quá thì con này sợ chịu không nổi. Gió hiện tại cũng tầm tạm mọi người. Em giật thử rồi à, giật cái cánh nó nhịp nhịp nè. Tại vì trời trời lật nữa rồi. Nan cáp quang mọi người, cho nên là nó không có được gọi là cứng chắc như là tre nha. À, chỉ vậy thôi. Nhưng mình có nẹp thêm rồi đó, nẹp thêm mới được vậy, không nẹp thêm là gió nãy giờ bay là nó bị ship vô luôn rồi. Đấy. Đẹp chỗ lớn thì nó hơi lắc lư ha. Đây nè. Đó, con diều của mình kìa nha. Cái đuôi của nó hơi nặng đó mọi người. Tại vì cái phơm đuôi nó lớn, nó không giống như mấy con cánh cốc lần trước. À, cảm thấy nó mình thả là mình biết là cái phần đuôi nó nặng luôn á, cho nên cái đầu của nó, cái đầu về mình nó cứ trao qua trao lại à. Nhưng mà được, nhưng mà con này tầm 2 mét nha, bay gì là tốt rồi. Như vậy là mừng rồi mọi người, bay được là mừng rồi. Lúc nãy cuốn diều xuống trong nó bị rớt ở đây mọi người, xong bị vô đứt dây luôn, phải lội xuống lụm lên ha. Tại lúc đầu ra là mình chưa cho mọi người coi kỹ nó. Thì nang nè, nang cáp quang 3 ly. Mình hôm trước là mình mua 3 ly ha. Thì khi mà vô diều thì mình thấy nó cũng cũng được, cũng ổn đó. Nhưng mà chắc có lẽ là do cái phần cánh á, mình làm lớn quá. À, mình làm cái sải cánh nó lớn quá, thành ra là cái con diều của mình cảm thấy nó bị quá sức. Chứ nếu như mà mình nẹp như thế này á, mà mình làm nhỏ lại một xíu, ngắn lại một xíu, cái sải cánh nó ngắn lại một xíu á, thì nó sẽ ok hơn rồi đó. Nhưng mà như vậy thì cũng là gọi là được rồi. Đó, bạn nào kêu mình làm thì vô nhận hàng nha.